Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện được phát sóng vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Quý vị thân mến, đến với kênh Chị Dậu hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn phần 3 của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Vòng xoáy tình ái. Và ngay sau đây mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức phần 3 hấp dẫn của bộ truyện này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để ủng hộ cho Hồng Nhung, ekip ban biên tập chương trình, cũng như để cho quý vị có thể cập nhật được nhanh nhất những bộ truyện mới ra rất hot, rất hay sẽ được phát sóng trên kênh vào đúng khung giờ này ngày mai. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đón nghe phần 3 của Vòng xoáy tình ái. Lương tỉnh lại trong phòng khách sạn. Cô nằm nguyên trên giường, chăn được đắp kín cổ. Lương ngồi dậy và nhìn xung quanh. Cô thấy Phan đang nằm co quắp trên ghế sofa gần đó và ngủ say. Lương chẹp miệng nhíu mày. Phan đúng là một cậu nhóc còn chưa lớn, chăm sóc người khác thế nào còn chẳng biết. Cô đang nghĩ gì trong cơn say để từ bỏ tất cả mọi thứ đang có và đòi đến với Phan cơ chứ? Cô mới là người ngốc nghếch. Lương ngồi dậy, bước xuống khỏi giường. Cô không cẩn thận va vào cạnh bàn làm cho vài món đồ trên đó rơi xuống, khiến Phan tỉnh dậy. Cậu vội vàng chạy đến chỗ Lương, lo lắng hỏi han cô. Cô sao rồi? Em thấy cô bị sốt. Không sao rồi. Lương mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra là mình không sao. Dù sao thì nếu nói rằng mình yếu đuối và mệt lắm với cậu nhóc này thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Cảm ơn em đã cứu tôi khỏi tên sĩ kia. Phan gái đầu ngờ ngùng. Lương chợt nhận ra rằng Thái thật sự đối xử rất tốt với mình. Cô đã từng nghĩ đến việc mình sẽ ra sao khi sống cùng Thái, nhưng cũng tự mình trả lời tất cả những câu hỏi đó. Những câu trả lời theo góc nhìn của cô, đầy tính chủ quan, bởi nó xuất phát từ cảm giác thiếu niềm tin và sự uất ức khi bà nội ép cô phải lấy anh. Giống như một người bị cấm cản, bởi giờ giới nghiêm thì sẽ luôn muốn ra khỏi nhà và bay nhảy. Cô cũng luôn muốn chối bỏ Thái, nhưng cô không nghĩ đến chuyện nếu được bay nhảy thì liệu cô có vui không. Đó chỉ là hướng đi mà cô nghĩ tới, vì nơi đó không có bà nội và không có người chồng cho hợp đồng này. Lương chưa từng thật sự đối mặt với vấn đề của mình. Ánh sáng ở bên ngoài cửa sổ hắt vào. Lương phát hiện ra trời đã sáng lên rồi. Có lẽ là đã đến lúc cô nên trở về với cuộc sống của mình, làm rõ mọi chuyện và làm rõ cả tình cảm của mình. Cô không yêu Thái. Không phải cô chưa yêu Thái, nhưng cô cũng thích anh. Cô đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ đến Thái và những gì anh đã làm cho cô. Ngay cả việc anh ngủ với cô, điều đó chứng tỏ rằng anh không muốn từ bỏ. Nếu cô không có tình cảm gì với anh, cô đã không nổi giận vì việc ấy. Lương là một người cởi mở. Chuyện chăn gối đêm qua đối với cô là chuyện bình thường. Cô không câu nệ về việc mình phải giữ gìn trinh tiết, cho nên đối với cô đêm đó mà nói, nó không ảnh hưởng gì đến cô. Chỉ là nó khiến cô khó nhận ra được tình cảm của mình đang ở đâu. Cô sao vậy? Phan Thế Lương đứng đờ người ra thì hoảng sợ, tưởng rằng cô lại gặp vấn đề gì. Cậu hua tay trước mặt cô để kéo sự chú ý của cô quay lại với mình. Không có gì. Tôi nghĩ là mình nên về nhà. Phan níu lấy tay cô, vẻ vội vã. Cậu lo lắng rằng những chuyện đã xảy ra khiến cô nghĩ linh tinh và nhớ may, có hành động gì đó bất ổn thì sao? Cô chắc chứ? Hôm qua cô đã nói với em rằng cô... À không, chồng cô ngủ với cô. Cô không giận nữa à? Ừ, chuyện cũng xảy ra rồi. Hơn nữa cô cũng cảm thấy tình cảm của mình khác đi. Lương nhún vai. Biết làm sao được, con người lúc nào chẳng dở dở ương ương và bất ngờ như vậy. Việc của chúng ta là phải làm quen được với những điều bất ngờ ấy. Lương với tay với Phan và rời khỏi khách sạn. Lần này lại đến lượt Phan đứng chơi ra như phóng. Cậu chưa thể quen được với việc những người xung quanh mình thế này, lúc thì thế này, khi thì lại thế khác. Nhân viên dọn phòng đột nhiên đi vào, vác theo cái máy hút bụi với tiếng ù ù làm Phan nhức tai và bừng tỉnh. Cậu nhớ ra là mình còn việc phải làm. Tất nhiên là đi tìm Hằng và xin lỗi cô vì đã khiến cô hiểu nhầm và cảm thấy khổ sở như vậy. Thái đến bệnh viện, như lần trước, vài bác sĩ tập trung trong phòng bệnh của bà và làm các công tác cứu trợ. Tiếng máy đo nhịp tim lại vang lên những tiếng bíp thưa thớt dần và yếu dần. Thái bất lực ngồi ghế chờ và gục đầu xuống. Anh là chủ chuỗi siêu thị,
một người rất giàu có thể mua được bất cứ thứ gì mà mình muốn. Ngược lại, anh cũng là một người đàn ông thất bại, bởi cả bà nội và Lương, người anh yêu, đều lần lượt rời khỏi mình. Hiện tại, anh chẳng còn gì cả. Bà Hoài không qua khỏi. Bác sĩ rời khỏi phòng bệnh của bà Hoài với vẻ mệt, mỏi và thất vọng. Trái tim trũng xuống và lồng ngực trở nên trống rỗng, như thể ai đó đã khoét lấy một lỗ và mang quả tim của anh đi. Anh đúng là đã mất sạch rồi. Thái thở dài, gương mặt thuẫn ra và nước mắt cứ thế rơi xuống. Anh vào phòng bệnh với bà Hoài, cầm tay bà lần cuối cùng. Bàn tay của bà vẫn còn chút hơi ấm, nhưng đã mềm oặt, chẳng còn một tí sự sống nào trong đó. Con sai rồi bà ơi. Con đã tự làm mất tất cả mọi thứ của con. Giờ thì bà cũng đi. Thái ôm lấy bàn tay của bà Hoài, đặt lên gò má của mình. Như thể anh đang cố níu kéo bà lại lần cuối cùng. Cố gắng làm chút gì đó để mọi thứ quay lại như cũ, để anh có thêm cơ hội và thời gian. Nhưng sự cố gắng đó chẳng có ý nghĩa gì, bởi bà đã mất rồi. Y tá vỗ vai trấn an anh. Họ cần phải đưa bà Hoài đi. Thái bất lực, buông tay bà Hoài ra. Hiện tại anh chẳng làm được gì khác ngoài đứng yên. Đứng yên nhìn Phan đưa Lương đi. Đứng yên nhìn người ta đưa bà Hoài đi. Đứng yên để cho trái tim mình bị móc mất và chẳng làm được gì cả. Phan đứng trước cửa nhà Hằng, gõ cửa đến sưng cả tay lên mà vẫn chẳng nhận được hồi âm. Cậu biết Hằng còn ở trong nhà, cô chỉ là đang giận quá nên mới không muốn gặp mặt cậu. Em ra đây được không? Phan nói lớn tiếng vọng vào trong nhà. Chẳng có tiếng đáp lại, Phan bồn chồn không yên. Cậu đi đi lại lại trước cửa phòng trò của Hằng, chắc hẳn là có chuyện gì đó không ổn. Với tính cách của Hằng, nếu cậu làm phiền cô đến vậy thì cô đã nổi đoán lên và ra đây mắng cho cậu một trận rồi. Phan sợ hãi khi nghĩ đến khả năng xấu. Cậu chẳng dám nghĩ nhiều nữa, co chân lên đạp thẳng vào cửa khiến cho bản lề của nó bung ra. Phan mở xoạch cửa ra và xông vào. Hằng sững sờ nhìn Phan. Cô đang mải mê ướm thử mấy cái váy mới mua. Vì Phan quá ồn ào nên Hằng đã đeo tai nghe và bật nhạc thật lớn. Không ngờ hành động ấy lại khiến Phan hiểu nhầm. Hằng xấu hổ, cô đang mặc đồ lót trên người, tay cầm chiếc váy ướm phía trước. Vì sợ quá mà làm rơi luôn váy xuống đất. Toàn bộ cơ thể đẹp đẽ của cô được phơi bày ra trước mặt Phan. Này, anh làm cái gì đấy? Ai cho anh xông vào đây? Hằng rú lên, Phan chẳng quan tâm. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì cô không hành động dại dột và lao đến ôm chặt lấy cô. Phan vùi mặt vào cổ của Hằng, hít sâu một hơi để chắc chắn rằng mình không bị ảo giác. Hằng đẩy Phan ra nhưng không được. Phan ghì lấy người cô. Cậu chẳng làm gì mà chỉ ôm. Đợi một chút thôi. May quá, em không sao là tốt rồi. Nghe đến đó Hằng dừng lại. Cô không đẩy Phan ra nữa mà để yên cho cậu ôm mình. Lương về đến nhà, căn nhà vẫn trống vắng, y hệt như lúc cô bỏ đi. Cửa sổ tầng 1 còn mở toang và nước mưa từ hôm qua vẫn còn đọng lại một chút trên ghế sofa bằng da. Thái! Lương gọi, nhưng không có tiếng trả lời. Nếu như anh ấy đi làm, hẳn là sẽ đóng cửa vào. Nhưng cửa không khóa, Lương vẫn vào được nhà dù không có chìa. Cô cảm thấy lo lắng. Nhà bị trộm á, hay là Thái bỏ đi rồi? Lương lùng sục khắp nhà nhưng không thấy Thái đâu. Cô thở hổn hển, đứng giữa phòng khách với vẻ hoang mang. Lúc này thì Thái trở về, trông anh thật tiêu tụy và không có sức sống. Thái! Lương gọi anh và bước về phía trước. Trái với vẻ thường ngày, Thái chỉ nhìn cô. Anh nhắm mắt lại, thông báo cho cô vài tin buồn. Chúng ta sẽ ly hôn. Lương khá bất ngờ trước quyết định này. Thái luôn muốn ở cùng cô, giờ là quay sang đồng ý ly hôn dù không có điều kiện gì. Thế là sao? Mọi thứ cứ như một trò chơi vậy, khiến cô xoay mòng mòng. Bà mất rồi. Lương hỏi lại. Khuôn mặt cô đờ ra, tai thì như ù đi. Những gì mà Thái nói lọt vào tai cô được một nửa, rồi lại trôi hết ra ngoài. Anh ấy nói cái gì về nhỉ? Sao cơ? Mặt cô đờ đớn ra như thể cô đã bị mất hết ý thức. Bà mất rồi. Thái nhắc lại lời ban nãy. Trong lời nói có vẻ gì đó như là giận hay là bực bội. Như em muốn, chúng ta có thể ly hôn rồi. Thái nói xong thì đi thẳng lên phòng, không ngoái lại nhìn Lương. Anh cần dứt khoát vào thời điểm này. Anh biết là dù cô cố gắng níu kéo thì mình cũng chẳng lấy lại được gì. Lương ngồi sụp xuống sàn,
Bà nổi mắt rồi. Điều mà cô mong muốn. À không, sao cô lại mong muốn một điều kinh khủng như thế? Đó không phải là cô. Lương cố gắng sắp xếp lấy mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình. Mọi thứ cứ đến dồn dập và cô lại loạn hết cả lên. Hiện tại điều gì đang xảy ra? Cô và Thái chỉ chờ bà mất để ly hôn. Và rồi Thái lại không đồng ý ly hôn nữa vì anh yêu cô. Đột ngột như vậy sao? Cô làm tất cả mọi thứ để chạy khỏi anh. Và rồi khi cô nghĩ rằng mình không cần chạy khỏi anh nữa, mình không cần chối bỏ nữa, ở cạnh Thái cũng không hẳn là điều gì nó tồi tệ. Ít nhất, tình cảm mà cô dành cho anh cũng không quá ít ỏi, hay trở thành ghét bỏ. Và thậm chí cô phát hiện ra mình quen với việc có Thái ở bên cạnh. Một chút thích anh nữa. Nhưng rồi sao? Bà nổi mất vào đúng lúc này. Tất cả như một giấc mơ, tan vỡ thành bong bóng chỉ trong tích tắc. Giờ cô phải làm sao đây? Lương ngồi thẫn thờ ra một lúc nhưng vẫn không nghĩ được gì. Đáng ra mình không nên ở đây. Lương đứng dậy và đi ra khỏi nhà. Cô cần đến bệnh viện. Cô cần gặp bà nội. Rốt cuộc bà muốn gì khi bằng mọi giá phải gán ghép cô cho người đàn ông ấy? Bà muốn gì khi lúc nào cũng bắt ép cô phải thế này thế nọ, phục tùng mọi yêu cầu của bà? Rồi giờ thì bà đột ngột biến mất như thể bà và những yêu cầu đó chưa từng tồn tại. Lương chạy ra khỏi nhà, cứ thế đi bộ đến bệnh viện. Quãng đường khá xa khiến cho đôi giày của cô bị giày xéo và nát tươm. Bộ dạng Lương trông đến là thê thảm. Lương bước vào bệnh viện với gương mặt hoảng loạn. Các y tá và bác sĩ còn tưởng cô là nạn nhân của một vụ tai nạn nào đó. Không, tôi cần gặp bà tôi, bỏ tôi ra. Phải mất một lúc lâu cô mới giải quyết được rắc rối với các bác sĩ. Giải thích rõ điều mình muốn, một cô y tá đưa cô đến nhà xác để gặp bà Hoài. Trong phòng lạnh toát, hơi lạnh tỏa ra từ khắp nơi khiến Lương rùng mình. Cuối cùng Lương cũng được nhìn thấy bà Hoài. Làn da tái nhợt và xanh bùng, cả cơ thể cứng đờ, không còn một tí sức sống nào. Hình ảnh đập vào mắt khiến Lương tỉnh táo hẳn và thật sự tin rằng bà đã qua đời rồi. Đáng ra cô không nên giấu giếm những suy nghĩ và bất mãn của mình. Đáng ra cô nên thẳng thắn đối diện với điều đó, nói cho bà biết, thay vì cứ im lặng và nhẫn nhịn, rồi tìm cách để chống chế lại bà Hoài. Giờ thì sao? Có muốn cô cũng chẳng thể nói được gì nữa. Cô xin lỗi. Đó là tất cả những gì mà cô có thể nói được với bà vào lúc này, dù rằng bà chẳng nghe được lời của cô. Cả hai người đều quá cứng đầu. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao bà Hoài lại làm như thế. Bà mất, cô sẽ không còn ai ở bên. Bà đã thay cô chuẩn bị cho tất cả quãng thời gian phía sau này. Khi bà không còn ở trên đời này nữa, bà bắt cô phải học hành chuẩn chỉ để có khả năng sống tự lập. Bà bắt cô kết hôn để không phải cô độc. Một kiểu huấn luyện khắt khe và với sự chuẩn bị công phu. Chỉ tiếc là cô không hiểu được ý của bà, cũng không đồng tình với nó. Những người phụ nữ thế hệ trước thường không tin vào việc đàn bà có thể sống mà không cần đến đàn ông. Hiện tại nhắc đến những thứ này chẳng để làm gì. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Lương hoàn thành thủ tục để an táng cho bà, rồi trở về nhà. Cô mệt mỏi nằm vật xuống ghế sofa. Thái ở trên nhà nghe thấy động tĩnh biết là Lương đã về. Trong lúc cô không ở nhà, anh đã sắp sẵn đồ đạc. Anh quyết định sẽ rời đi, để lại cho Lương căn nhà này. Anh không muốn cô phải khổ sở hoặc phải suy nghĩ về nhiều chuyện, bởi bà đã qua đời cũng là quá đủ với cô rồi. Nếu có thể làm gì đó cho cô, anh sẽ làm. Thái xách cái vali đi xuống nhà. Lương đã ngủ thiếp đi ở trên ghế sofa. Thật tốt, anh cũng không phải ngại ngùng và chật vật khi đối diện với tình cảnh chia ly. Thái đặt một tờ hồ đơn ly hôn với chữ ký của mình ở cuối lên cái bàn nước, nhìn kỹ cô thêm một lúc nữa rồi rời khỏi nhà. Đôi khi hai người yêu nhau cũng chẳng thể ở cạnh nhau vì một vài lý do nào đó, vì cả hai không thể hiện được tình cảm của mình, vì rất nhiều những thứ khác tác động xung quanh. Lương và Thái cũng vậy, cả hai bất đắc dĩ đi đến một kết cục tan hoang, bởi vì không ai biết mình cần gì và không ai trong số họ có hành động nào đúng cả. Tất cả đều vì quá cảm tính, chọn lựa sai lầm và tan vỡ. Khi cả hai nhận ra được tình cảm của mình dành cho đối phương thì cũng đã quá trễ rồi. Phiên tòa diễn ra nhanh chóng. Lương từ chối nhận căn nhà mà Thái để lại cho cô. Cô nghĩ mình chẳng có lý do gì để lại đây nữa. Vừa hay, ở trường có một đợt cử sinh viên ra nước ngoài,
tra đuổi học sinh trong vòng nửa năm. Cần phải có một giảng viên đi theo để hỗ trợ. Lương nhận ngay vị trí đó. Thái không có ý kiến gì cả. Anh chỉ lặng lặng đồng ý với Lương. Thái không muốn quay về ở căn nhà đó, nhưng anh cũng không có ý định bán nhà. Căn nhà đó cứ bỏ không. Sân bay đông nghịt người. Lương dẫn theo một đoàn sinh viên gồm 3 người đi về phía cổng sắt vé. Phan cũng là một trong số đó. Cậu chàng cứ ngoái cổ về phía cửa, mong chờ một ai đấy. Lương vỗ vai cậu. Này, thời gian không còn nhiều cho em đâu. Nhanh lên nào. Chờ một chút thôi cô. Cô sắp đến rồi ạ. Lương nhún vai. Tình yêu mà. Cô chẳng thể thúc giục hơn được. Không lại mang tiếng chê rẽ uyên ương. Vậy cô cho em thêm 5 phút nhé. Đưa hết giấy tờ đây cho cô. Và cả hành lý nữa. Phan gật đầu. Trên người có gì đều gửi hết đưa cho Lương. Hằng đứng ở phía cửa kiếng chân lên. Nhìn thấy Phan và Lương, cô đang vui mừng xen lẫn với nhớ nhung. Nhìn thấy thế liền thay đổi cảm xúc. Cảm giác ghen tị và lo lắng dấy lên. Cả một chút bất an nữa. Hằng tự dưng không muốn bước đến nữa. Phan nhìn thấy Hằng thì vội vàng chạy ra đón. Xem thấy anh mà lại không tới. Hằng giở môi khi nghe thấy lời trách móc. Anh đi với cô giáo đi à? Phan chợt hiểu ra. Cậu nén tiếng thở dài dành cho cô bạn gái hay ghen của mình. Cũng đúng thôi. Nếu không yêu thì cô sẽ không ghen. Hơn nữa cậu sẽ đi nửa năm, đồng nghĩa với việc sẽ không ở bên nàng trong vòng 6 tháng tới. Cô là giảng viên hướng dẫn, em đừng giận đấy nhé. Đây không phải chuyện anh kiểm soát được mà. Phan cười khì khì, ôm ghì lấy Hằng. Hằng gái gật đầu với cậu. Trong lòng cũng lo lắng đến mức ruột gan sôi hết cả lên, nhưng vẫn phải kiềm nén lại. Vài tháng đầu nhanh chóng trôi qua trong êm đẹp. Lương chăm chút cho đám sinh viên tốt đến mức không thể chê vào đâu được. Cô thậm chí còn lo ăn 3 bữa cho mấy cô mấy cậu, mua quần áo, viết sách, làm đủ thứ chuyện khác. Lương tìm mọi cách để khiến mình bận rộn, để không nhớ về chuyện cũ nữa. Cô cũng không nghe ngóng tin tức gì về Thái. Đám sinh viên cứ cuối tuần lại ghé nhà cô làm một bữa thịt nướng và bia no say. Tổng kết lại xem cả tuần đã học được những gì. Đồng thời tìm kiếm lời khuyên của cô, một người đã đi du học chán trê trong suốt mấy năm trời. Hôm nay cũng vậy. Vì tan muộn nên cả đám tới muộn hơn một chút. Phan chạy qua nhà Lương trước để phụ việc. Dẫu sao hai người cũng thân nhau hơn. Nhưng gọi cửa mãi thì không thấy đâu. Phan sốt ruột, cho rằng cô đã đi ra ngoài mua đồ và chưa về. Cậu gọi điện cho cô và nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong nhà. Phan hốt hoảng bấm mã số cửa và phi vào trong nhà. Lương đang nằm sóng xoài dưới đất, bất tỉnh. Phan vội vàng chạy vào trong nhà, ngồi xuống bên cạnh Lương. Cả vỗ lên má cô và gọi to. Cô Lương! Phan gọi to, cả vỗ lên mặt Lương nhưng không có phản ứng gì cả. Phan ấn vào nhân trung vài cái thật mạnh nhưng cũng không có tác dụng. Phan đoán rằng cô vừa chỉ mới ngất đi thôi. Bởi hiện tại Lương hoàn toàn không có ý thức. Phan gáy lưng xuống, cõng cô lên và chạy xuống dưới tầng. Vừa đúng lúc mấy người bạn cũng tới. Cả đám nháo nhào lên và chạy theo Phan xuống tầng. Này, đừng đi theo nhiều quá, mấy cậu lại chung nhà cô đi. Phan nhắc nhở mọi người. Hoàng, gọi cho tớ cái xe. Liên với Hoa lên nhà cô, lấy túi của cô xuống nhé. Tớ cần giấy tờ để còn điền đơn nhập viện. Hoàng gật đầu, Liên và Hoa chạy lên nhà. Mấy cô cậu sinh viên trẻ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả đều rất lo lắng. Lương là giáo viên duy nhất đi theo và giúp đỡ họ. Nếu như có xảy ra chuyện gì thì cả đám phải làm thế nào đây? Dù lo lắng thế nào cũng không giải quyết được việc gì. Vì vậy tất cả đành phải làm theo lời Phan rồi ngồi nhà Lương và chờ đợi tin tức từ Phan. Thái chuẩn bị lên chuyến bay lúc 7 giờ tối để sang nước ngoài gặp đối tác. Địa điểm anh đến là Pháp, một đất nước xinh đẹp và lãng mạn, và cũng là nơi mà Lương từng đến đó để du học. Thái không nghĩ gì nhiều. Hiện tại cũng đang tập trung hết sức vào công việc để không phải nhớ nhung đến cô. Thái cũng không ngờ rằng hiện tại Lương đang ở Pháp. Anh cầm cái túi sách nhỏ, bước đi thật nhanh ở đường dẫn ra sân bay. Đột nhiên trong lòng Thái dấy lên cảm giác lo lắng. Ruột gan cứ cồn cào khó chịu. Đó không phải là do thức ăn ngày hôm nay. Thái chẳng bao giờ bị đau bụng khi ăn bất cứ một cái gì. Dạ dày của anh hoạt động rất tốt. Thái biết là đang có chuyện gì đó không hay xảy ra. Nhưng mà anh không biết là chuyện gì. Thái bồn chồn và lo lắng.
Có thể là vụ hợp tác giữa anh và vị khách sắp tới sẽ gặp vấn đề gì chăng? Hay là ai đó, người nào đó đang gặp chuyện? Không phải người ta vẫn hay có cảm giác như vậy về người thân của mình hay sao? Đó có thể là ai đây? Thái cau mày, xung quanh anh chẳng có ai là người thân ngoại trừ Lương. À đâu, giờ cô chẳng còn liên quan gì đến anh nữa. Hai người hoàn toàn xa lạ, không dính líu gì đến nhau. Thái lắc đầu, cố làm cho suy nghĩ văng ra khỏi tâm trí mình. Không thể nào, sao lại nhớ đến cô ấy rồi? Thái bật cười, nhưng trong mắt đầy sự nhớ nhung và cay đắng. Thái vẫy tay gọi một tiếp viên. Anh cần chút nước lạnh để khiến mình bình tĩnh lại và không suy nghĩ gì nữa. Hoặc một chút rượu để có thể chìm vào giấc ngủ trong suốt 12 tiếng đồng hồ. Phan đứng ở ngoài cửa phòng bệnh của Lương. Cô đã hôn mê khá là lâu mà vẫn chưa tỉnh. Vì bác sĩ già nhìn cậu với vẻ cao có. Nhìn bộ dạng luộm thuộm của cậu trang châu Á, bắt đầu lên tiếng của trách bằng tiếng Anh viêm điều của người Pháp. Cậu là bạn trai của cô gái kia. Phải mất một lúc Phan mới hiểu và tự dịch được thành tiếng Việt. Bình thường cậu đều giao tiếp với những người nước ngoài và tiếng Anh của họ rõ ràng hơn nhiều. Hơn nữa, mới chỉ qua đây có mấy tháng, cậu vẫn chưa quen được với tiếng của người bản ngữ. À, dạ. Phan lúng túng. Cậu đâu phải, nhưng lại không biết giải thích thế nào cho người ta hiểu. Bọn trẻ các cậu thật là, yêu đương thì cũng phải có chừng mực. Cậu nên để ý đến đối phương một chút. Bạn gái cậu có bầu rồi đấy. Phan nhíu mày, nghĩ rằng mình không hiểu lắm và đã nghe nhầm. Sao cơ ạ? Phiền bác nói chậm lại một chút được không? Cháu nghe không kịp. Ông bác sĩ thở dài, nhắc lại một lần nữa thật chậm, đồng thời giơ bảng kết quả siêu âm lên cho Phan xem. Bạn gái cậu có bầu rồi, 3 tháng rưỡi. Lại còn làm việc quá sức và không chịu ăn uống gì. Ông bác sĩ lại lắc đầu và chẹp miệng, đưa một đơn thuốc khác cho Phan. Chăm cô gái cho tốt vào, không thể bỏ bê phụ nữ mang thai như thế này được. Đây là vitamin và thực đơn dành cho cô ấy. Phan đờ cả người. Lương có thai với ai? Phan nhíu mày, nghĩ mãi mà chẳng ra được là ai. Tất nhiên đó không phải là cậu rồi. Nhưng mà khoảng thời gian vừa qua, Lương chỉ quanh quẩn ở trong nhà và ở bên cạnh nhóm đi học sinh như các cậu. Thậm chí cô đã dành đến hơn 90% của mình để lo cho đám học sinh. Hơi đâu mà đi kiếm người yêu cơ chứ. Phan cầm mấy phiếu xét nghiệm, lò dò đi vào phòng. Lương đã tỉnh, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía Phan. Cô đối tượng ngồi dậy và tựa lưng vào tường, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt. Tôi bị sao vậy? Bác sĩ nói cô bị kiệt sức do làm việc quá nhiều. Cậu giấu nhẹ mấy tờ phiếu xét nghiệm ra sau lưng, không biết phải nói thế nào với Lương. Cậu sợ rằng cô sẽ sốc khi biết tin mình có thai. Dù sao cô cũng là người không thích đời sống hôn nhân cho lắm, nên cậu cho rằng cô cũng không thích trẻ con. À, cô nên nghỉ ngơi nhiều vào, đừng quá lo lắng cho bọn em như thế nữa. Dù sao bọn em cũng lớn cả rồi mà. Lương gật đầu. Cả cô và Phan đều biết rằng vì sao Lương lại lao đầu vào công việc như thế, nhưng đã đến lúc phải dừng lại rồi. Cái gì kia? Lương chỉ ra đống giấy tờ khám bệnh phía sau Phan. Phan ngập ngừng không muốn đưa cho Lương xem. Hiện tại cậu chỉ nghĩ được là nếu cô biết mình có thai thì hẳn là sẽ sốc lắm, không tốt cho cả cô lẫn đứa trẻ. Tạm thời giống cô đã, rồi tính sau. Là đơn thuốc của cô đấy mà, để em đi mua nhé. Phan vội vàng đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng. Lương cúi đầu, cảm thấy thật tốt. Dù sao khi mình sinh bệnh thì cũng vẫn có người quan tâm. Cô nghịch cái vỏ chăn một lúc, thấy hơi mỏi lưng thì nằm xuống. Bị ốm tuy có vẻ hơi mệt nhưng cũng không sao, có thể nghỉ ngơi một thời gian. Phan nói đúng, bọn trẻ cũng chỉ ít hơn cô 3 tuổi, có thể tự lo cho mình. Phan giấu nhẹ mấy tờ xét nghiệm và siêu âm. Chỉ đưa cho cô mấy lọ vitamin. Chỉ thế này thôi à? Cô không phải uống thuốc sao? Lương thấy lạ nên hỏi lại. Bình thường khi bị ốm thì phải uống thuốc chứ, uống vitamin thì làm sao mà khỏi được. Phan đỏ hết cả tai lên, nghĩ cách nói dối. À, thì bác sĩ bảo vậy thì em mua thế thôi chứ em cũng không biết đâu. Vậy thì khi nào tôi được về nhà, em có hỏi bác sĩ không? Lương hỏi lại. Trông cậu nhóc có vẻ không đáng tin lắm. Có lẽ cô phải tự đi hỏi bác sĩ về tình trạng của mình hiện giờ. Chuyển hết bình nước kia là cô có thể về rồi. Phan chỉ về phía cái bình nước muối đang treo trên dây chuyền. Chỉ còn lại khoảng nửa bình thôi. Lương gật đầu. Cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Dường như Phan đang cố giấu cô về bệnh trạng của cô thì phải. Cô cần đuổi cậu nhóc về nhà để có thể tìm đến bác sĩ và hỏi cho tường tận mọi chuyện. Vậy em cứ về trước đi, lát cô có thể tự về nhà. Sao mà thế được, em đưa cô về chứ. Phan từ chối, ngồi xuống ghế chờ ở cạnh giường bệnh, nằm ngang người ra tỏ ý quyết tâm không về. Lương nhíu mày, làm thế nào được nhỉ? Nói mãi mà nó không chịu lay chuyển ý định. Lương đành phải tìm cách khác. Phan vừa rời khỏi phòng bệnh, khi cô nhắc đến việc đói bụng và muốn ăn, Phan không từ chối được nữa, đành đứng dậy đi mua đồ cho Lương. Lương hí hửng đuổi được cậu nhóc đi. Cô ôm cái bình truyền về tìm đến phòng khám của bác sĩ. Lương không ngờ rằng câu trả lời của bác sĩ lại là điều mà cô không muốn nghe nhất. Hẳn nào Phan lại giống cô, cô có thể có thai với ai được chứ. Hơn 3 tháng trước, là vào lúc bà nội mất, cô và Thái dùng rằng trong chuyện ly hôn. Thái, cái tên đó bật ra khỏi miệng Lương, chỉ có anh mà thôi. Người đã bỏ thuốc cô ngủ cùng cô, thế mà lại dính bầu ngay được. Tại sao lại trớ trêu như thế? Giá như đứa bé đến sớm hơn một chút, hoặc cô biết sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Cô và Thái có thể sẽ không ly hôn, hoặc có thể cô sẽ bỏ đứa bé này khi nó mới chỉ là một tế bào. Hiện tại thì sao? 3 tháng rưỡi, nó quá lớn. Nó là một đứa trẻ có hình hài tồn tại trong cơ thể cô, không phải muốn bỏ là có thể bỏ được. Lương thẫn thờ đi với phòng mình. Cô chạm mặt Phan ở ngay cửa. Nhìn biểu cảm đờ đẫn của Lương, Phan biết ngay rằng cô đã phát hiện ra cái thai của mình. Phan cúi đầu, lặng lẽ đi vào trong phòng, chờ đợi cơn giận và sự tra hỏi của Lương. Nhưng cô chẳng nói gì. Lương đi về phía phòng bệnh, trông như một bóng ma. Em nói xem, cô nên bỏ hay nên giữ đứa bé đây? Phan run lên. Bỏ đứa bé chẳng khác nào giết người. Cô dáng của cậu sao có thể lạnh lùng và tàn nhẫn như thế chứ? Nhưng đó không thuộc quyền quyết định của cậu, nó phụ thuộc vào cảm xúc và mong muốn của Lương. Đôi khi đứa trẻ được sinh ra mà không có đủ bố mẹ, hoặc nó cũng sẽ oán hận. Đôi khi đó lại là nỗi đau cho một sinh mệnh mới. Hoặc giả như đứa trẻ biết được nguyên nhân nó ra đời, có lẽ nó sẽ ghét bố mẹ nó lắm. Cô muốn thế nào? Phan lần trần một chút rồi khẽ hỏi. Cô muốn bỏ nó đi. Lương trả lời. Cô không biết tại sao mình lại nói như thế, nhưng ngay khi câu nói vừa kết thúc, một giọt nước mắt liền rơi xuống đệm. Thái đang bàn chuyện hợp đồng với đối tác, tay anh đột nhiên run lên, làm cho cốc trà nóng sánh và đổ nước ra ngoài. Sao vậy? Có gì đó không ổn à? Ông giám đốc kia đỡ lấy tay anh, cầm cốc nước và đặt xuống bàn. Thái thở hắt ra, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến anh đột nhiên phát lạnh như thế. Ông giám đốc lịch sự chờ một chút, để đến khi Thái bình tâm lại. Thái hít thở sâu, thở ra, cứ lặp đi lặp lại hành động như thế đến khi bình tĩnh hẳn. Có lẽ buổi họp này phải rời sang ngày hôm khác. Xin lỗi ông, tôi thất lễ quá. Không sao, chắc do không quen giờ giấc và khí hậu ở đây. Tôi nghĩ cậu nên về nghỉ ngơi, đợi khỏe lại rồi chúng ta sẽ bàn tiếp. Thái cũng không còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Sau khi ông giám đốc rời đi, Thái ngồi lại quán trà một lúc rồi mới đứng dậy đi về. Anh quyết định đi bộ về khách sạn chứ không gọi xe. Đường phố không đông dù đang là ban ngày. Vài chiếc xe ô tô vụt qua bên đường và một vài người đi bộ đang đi trên vỉa hè. Thái để ý một đôi vợ chồng bước ra khỏi cửa hàng quần áo. Cô gái trông khá giống Lương, ngoại trừ mái tóc vàng và cái bụng bầu to vượt mặt. Anh chồng luôn ở bên cạnh chăm sóc cô. Thái tự hỏi mình, liệu rằng nếu anh và Lương còn ở bên nhau thì cả hai có quấn quýt như họ không? Anh vừa hỏi vừa cười chính mình. Cả hai đâu còn là gì của nhau để anh có thể tưởng tượng đến cảnh đấy. Thái cầm điện thoại lên, lần tìm trong danh bạ một hồi, cuối cùng dừng lại số điện thoại của Lương. Chẳng biết cô còn dùng không, nhưng anh vẫn chưa xóa nó đi. Anh nhớ Lương, nhớ khoảng thời gian hai người ở cùng nhau như là vợ chồng, mà cũng chẳng là gì của nhau ấy. Kết hôn giả với cô là một sai lầm, nhưng nếu được làm lại một lần nữa, anh cũng vẫn sẽ làm như thế. Bởi đó là lý do duy nhất khiến cả hai người gặp được nhau. Mãi suy nghĩ, Thái nhận ra mình đã bỏ qua ngã rẽ để về khách sạn mà đi nhầm vào hướng bệnh viện lớn của thành phố. Thái chép miệng, định quay trở về thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước ra khỏi bệnh viện. Đó là Lương, cô đi cùng với Phan. Vóc dáng và gương mặt gầy sọp hẳn đi,
trông khá là mệt mỏi và nhợt nhạt. Thái rởm bước định chạy theo cô, gọi cô thật to, nhưng chẳng hiểu điều gì đã cản anh lại. Nỗi nhớ nhung dồn nén bao lâu nay trực trào bùng phát trong lồng ngực của Thái, nhưng anh lại không đủ sức để bật ra tên của cô. Lương và Pha lên một chiếc taxi. Thái vội vàng bắt một chiếc xe khác đuổi theo hai người họ. Phan đưa Lương về đến nhà trọ của cô. Đám sinh viên chờ trong nhà đã sớm lăn ra ngủ la liệt ở phòng khách. Phan định gọi bạn mình dậy và bảo họ về nhà, nhưng Lương đã lắc đầu. Để chúng nó ngủ đi, ai cũng mệt rồi. Chiều nhớ nhắc các bạn đi học nhé. Phan gật đầu, Lương không nói gì nữa mà đi về phía phòng ngủ. Cô định bỏ đứa bé thật đi à? Phan khẽ hỏi lại lần nữa. Cậu không nhịn được, dù sao mà sinh mạng bé nhỏ như vậy cũng không có tội tình gì. Tâm trạng của Lương vốn không tốt, nghe được câu hỏi này thì lại trùng xuống. Cô đang vô cùng rối rắm. Lương không trả lời Phan mà bỏ vào phòng khóa trái cửa. Cô rốt cuộc nên làm sao đây? Bỏ cái thai đi và tiếp tục sống không vướng bận gì nữa. Nhưng nếu giữ lại thì sao? Là một bà mẹ đơn thân hay là vác đứa nhỏ về nhận bố? Dù thế nào cũng là điều khó xử. Chẳng có đứa trẻ nào muốn sinh ra đã không có cha. Còn cô thì lại không muốn quay về gặp Thái. Không phải vì cô không có tình cảm với anh. Nếu như cô không có cảm giác gì thì mấy tháng vừa qua cô đã chẳng điên cuồng làm việc để quên anh đi. Lương chán nản không nghĩ nữa. Cô nằm lên giường, chùm chăn kín đầu và quyết định ngủ một giấc. Cô lựa chọn thế nào thì việc chăm sóc sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu. Phan và các bạn rời khỏi nhà Lương. Cậu không yên tâm lắm nên đã để sẵn bánh tráng trên bàn ăn và tờ ghi chú nhắc nhở cô phải giữ sức khỏe. Rồi mới rời đi. Vừa xuống đến tầng 1 của tòa nhà, Phan đã bị giữ lại. Cậu khá là bất ngờ khi thấy Thái đang đứng trước mặt mình với gương mặt lo lắng và có phần giận dữ. Nói chuyện với tôi một chút được không? Thái đề nghị. Phan không trốn tránh được. Hơn nữa cậu cũng nghĩ rằng mình phải nói tình trạng của Lương cho Phan. Nếu như anh có thể chăm sóc được cho cô ấy thì thật tốt. Đối với Phan mà nói, cậu chỉ nghĩ đơn giản là Lương có thể sẽ chẳng lấy chồng, cứ ở vậy nuôi con hoặc là bỏ thai. Người phụ nữ đã qua một đời chồng, lại có thêm một đứa con thì khó có cơ hội kiếm được mối nào tốt nữa. Chẳng có lựa chọn nào tốt cho cô cả, ngoại trừ việc quay lại với Thái. Phan biết Lương vẫn có tình cảm với chồng cũ. Từ khi ra nước ngoài, cô có nhiều dịp tâm sự với cậu hơn, và cũng chẳng giấu giếm gì cậu nữa. Cả hai người đến một quán cà phê gần đó. Chưa đợi Thái hỏi, Phan đã mở lời. Sao anh lại đến đây? Anh đến tìm cô giáo Lương à? Tôi tình cờ thấy cậu ở bệnh viện. Cô ấy ốm sao? Thái sốt sắng hỏi. Thái độ này của anh khiến Phan nhận ra rằng người đàn ông này đang lo lắng cho Lương. Phan mừng thầm, ít nhất cả hai còn có cơ hội. Phan nghĩ mình cần nói cho Thái về đứa bé để anh có thể giúp họ, nhưng lại không biết mở mồm thế nào. Phan cứ chần chừ thì Thái càng sốt ruột hơn. Rốt cuộc là cô làm sao? Thái chồm hẳn người lên bàn nước. Cảm giác của anh luôn luôn đúng. Anh đã cảm thấy bồn chồn và lo lắng khi chuẩn bị lên máy bay và đến đây. Không ngờ lại có thể gặp Lương và thấy cô thê thảm đến thế. Thái hỏi xong mới thấy mình hơi thất lễ. Anh còn chẳng biết Lương và Phan có phải là người yêu của nhau hay không. Câu hỏi đó có thể khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cô vừa nhập viện vì kiệt sức. Cậu là bạn trai mà lại để cô như thế à? Thái bực bội gắt lên. Phan vội vàng xua tay, nhận ra mình đã bị hiểu nhầm. Ê không, em và cô ấy không có quan hệ đấy. Lần đó chỉ là cố tình lừa anh thôi, vì để ly hôn. Về cái thai? Thái chợt nhớ ra hơn 3 tháng trước anh đã cố tình chuốc thuốc và ngủ với Lương. Và đó cũng là lý do vì sao hai người lại trở nên lạnh nhạt. Và tự anh đã đẩy cô ra khỏi mình như vậy. Rất có thể đó là con của anh. Em không biết. Khoảng thời gian vừa rồi cô chẳng gặp gỡ ai. Không đi chơi, không bè bạn. Cô chỉ ở nhà viết sách và chăm sóc cả đám bọn em. Cái thai được bao lâu rồi? Thái run rẩy hỏi. Nhưng phải chắc đến 90% là con của mình. 3 tháng rưỡi. Câu trả lời của Phan như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu Thái. Chỉ điểm anh chính là bố của đứa bé trong bụng Lương. Nhưng cô đang muốn phá thai. Phan lo lắng, nhưng cũng kể hết sự tình cho Thái nghe. Dù sao cũng tốt hơn là để Lương tự mình đối mặt. Cậu thì làm gì có đủ khả năng xử lý chuyện này cơ chứ. Hơn nữa cậu cũng không phải đầu sỏ gây chuyện. Lương tỉnh dậy thì đã đến đêm.
thời tiết thất thường. Ngày thì ấm nhưng đêm thì rất lạnh, thậm chí còn đang có mưa lất phất. Lương sụt xịt mũi, quàng chăn lên người và đi ra khỏi phòng ngủ. Trên bàn ăn là một nồi sườn hầm khoai tây thơm phức, cơm trắng cùng với vài món ăn mặn sốt cay mà cô thích. Lương trố mắt ra nhìn. Phan đi à? Lương nghiêng người, nói to để tiếng vọng vào bếp. Lương hít mũi, thâu tóm toàn bộ hương thơm vào cuống họng, cảm thấy sung sướng tràn trề. Lương tạm thời bỏ qua tất cả những chuyện mà cô gặp phải, chỉ chú ý vào bàn ăn này thôi. Tung tăng ngồi xuống ghế và bốc sườn lên gặm. Ngon thế. Lương nhấm nháp hương vị Việt Nam mà lâu ngày mới được ăn, rồi đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Giờ này cậu nhóc còn ở đây làm gì? Cậu nhóc con còn không biết nấu cơm. Câu hỏi vừa dứt khỏi đầu, một người đàn ông từ trong bếp bước ra. Trên tay là cốc trà đào nóng, còn đang bốc khói nghi ngút. Lương ngước lên nhìn và vội vàng cúi đầu xuống, trong trạng thái hoảng hốt. Thái đặt cốc trà lên bàn, trông thật tự nhiên như đó vẫn là việc thường ngày mà anh làm. Lương sững sờ, miếng sườn rơi cả xuống bàn. Làm sao mà Thái lại đến được đây? Thái tỏ ra tự nhiên như không có chuyện gì. Anh ngồi xuống bàn ăn, đẩy cốc trà đào về phía Lương. Em phải ăn uống đầy đủ vào. Trông em như thế này, anh không yên tâm. Thái nhắc nhở, đó là tất cả những gì mà anh muốn nói với cô vào lúc này. Dù biết rằng Lương sẽ chẳng thèm nghe, hoặc cô có thể sẽ đuổi anh ra khỏi nhà ngay bây giờ. Thường thì Lương sẽ nổi cáu và chỉ trích anh bởi sự xuất hiện của anh trong nhà trọ của cô hiện tại là bất hợp pháp. Nhưng gương mặt ngạc nhiên đến mức không nói nên lời cùng với vẻ im lặng hiện tại của Lương lại khiến anh khá bất ngờ. Thái lo lắng rằng liệu đây có phải là bình yên trước cơn giông báo không. Mãi một lúc lâu sau, Lương vẫn không nói gì. Cô chỉ ngồi im và lần lượt ăn những cái món ăn mà Thái đã nấu sẵn và để trên bàn. Không khí trở nên ngượng nghịu. Thái đứng dậy, bắt đầu đi xung quanh phòng trọ của cô để dọn dẹp. Lương thấy không có vấn đề gì với việc Thái làm, hoặc giả cô chỉ đang nghĩ xem làm thế nào để đuổi anh đi mà không quá thô lỗ. Sao lại đến được đây? Cuối cùng Lương cũng mở miệng. Thật ra vào thời điểm này Lương cũng không thể xác định được là mình sẽ làm gì. Cô vẫn chưa quyết định được là mình sẽ bỏ đứa bé đi và sống một mình, hay là quay về với Thái. Cô thích anh, cô chỉ biết có vậy. Đôi khi có những chuyện, những giải pháp đã có ở ngay trong vấn đề. Bạn rõ ràng biết câu trả lời nhưng lại không chịu thừa nhận nó. Anh trên đường về khách sạn, tình cờ thấy em đi cùng Phan ở bệnh viện. Anh đã gặp Phan. Thế là biết cả rồi đúng không? Ừ. Thái gật đầu, gấp chăn ở ghế salon và để gọn về một phía. Xong xuôi ngồi xuống ghế. Anh không hỏi em muốn gì à? Thái chần chừ một lúc. Dĩ nhiên là anh muốn chứ, nhưng anh biết là mình chẳng có quyền đòi hỏi gì cả. Nếu như xét về mặt pháp lý, anh gần như là cưỡng hiếp cô, bởi anh ngủ với cô mà không có sự cho phép. Lương không cố tố cáo anh là đã khoan nhượng lắm rồi. Đó là quyền của em. Thái nhún vai, nhưng cụp mắt xuống và tỏ rõ sự buồn bã. Lương thấy vậy, cô thở dài, ngay cả một lời níu kéo cũng không có. Lương kết thúc bữa ăn rồi dọn dẹp bát đũa trên bàn và bê về chậu rửa. Thái vội vàng đứng dậy, đỡ lấy chồng bát trên tay cô. Lương giằng ra. Không cần, em có thể tự làm được. Để anh giúp em. Thái nói giọng run run như là khổ sở lắm. Âm thanh âm ỉ trong cổ họng anh như đang cứa vào gan ruột và tim Lương, khiến cô ngứa ngáy và chịu khó đau đớn. Anh về đi, đừng bao giờ anh đến đây nữa. Lương giật lại đống bát đũa để xuống bồn rửa, rồi chỉ ra phía cửa. Thái rũ bả vai xuống. Lương là người kiên quyết, muốn gì sẽ làm cho bằng được. Nếu cô đuổi anh thì cố gắng ở lại cũng chẳng có ích gì. Lương rửa bát xong xuôi, quay ra thì đã thấy Thái đi rồi. Cô mệt mỏi ngồi gục xuống sàn nhà, nước mắt ở đâu cứ tự nhiên rơi xuống. Hóa ra cái cô cần chỉ là một lời nài nỉ. Thật là thê thảm làm sao. Thái đã từng yêu cô đến mức sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả bỏ thuốc cô. Nhưng giờ thì sao? Một câu để níu kéo cũng khó khăn. Lương dựa vào cửa, sụt sịt khóc, rồi òa lên khóc. Cô đã làm gì vậy? Tại sao cô lại nói những điều mà mình không muốn? Thậm chí là nó còn làm tổn thương người khác nữa. Ở bên ngoài, Thái vẫn chưa đi. Anh ngồi xổm cạnh cửa nhà cô, chân nặng như đeo chì, không cất lên nổi. Anh muốn làm theo ý của Lương.
rời khỏi cuộc đời cô như chưa từng xuất hiện. Nhưng bản thân anh không muốn làm như thế. Anh muốn nói lời xin lỗi. Anh muốn yêu thương cô thật sự, coi cô như là chân bảo. Thái nghe thấy tiếng khóc của Lương, một điều gì đó thúc đẩy anh và khiến anh nhận ra rằng mình vẫn còn có cơ hội. Có lẽ là một lời xin lỗi thật trịnh trọng hoặc một điều gì đó để cô thấy được tình yêu của anh. Anh không ở lại nhà của Lương nữa mà phải rời đi. Anh cần tìm Phan. Phan vừa tan học, tiết cuối cùng của buổi sáng kéo dài lê thê khiến cậu mệt mỏi, cùng với những chuyện đang xảy ra càng khiến cho đầu óc của cậu căng lên. Vừa bước xuống khỏi cầu thang, Phan đã nhìn thấy Thái đứng ở sảnh, hai tay khoanh trước ngực và tựa lưng vào tường. Vẻ mặt của Thái có vẻ nghiêm trọng. Phan thở dài thượt khi nhìn thấy Thái. Em không biết phải giúp thế nào đâu. Thật sự em đã giúp anh hết nước hết cái rồi đấy. Phan phủ đầu bằng một câu từ chối. Thái chụp lấy tay Phan nài nỉ. Nốt lần này thôi. Anh cần chuẩn bị một vài thứ. Anh muốn cậu để mắt đến cô ấy giúp anh. Phan liếc nhìn Thái, vẻ mặt hoài nghi. Có đáng tin không đấy? Thái gật đầu lia lịa. Và Phan chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý với Thái. Dù sao chăm sóc cô giáo cũng là việc mà cậu nên làm. Lương mệt mỏi đứng dậy, gương mặt khô và dính nhớp vì nước mắt và hai mắt sưng lên như trái đào. Cô lết vào nhà tắm để rửa mặt. Khi trở ra, Lương phát hiện ra một tờ giấy nằm kẹt ở giữa khe cửa. Có lẽ là Thái để lại. Lương vội vàng cầm lấy tờ giấy, vội vã mở ra xem nội dung bên trong. Đó là lời xin lỗi của Thái. Anh thừa nhận rằng mình đã yêu cô từ rất lâu rồi, nhưng anh đã phạm sai lầm. Anh nghĩ tất cả đều đã chấm dứt cho đến khi gặp lại cô. Anh nhận ra mình không thể từ bỏ được. Anh cần có cô trong cuộc đời của mình. Lương run lên, không biết là vì sợ hãi hay là vì hạnh phúc. Cô muốn gặp Thái để hỏi cho rõ ràng rằng anh rốt cuộc muốn gì, muốn tình cảm của anh là gì. Mọi thứ mông lung giữa mong muốn của cô, giữa việc giữ lại đứa bé này hay không. Cô không thể ở nhà được nữa, bởi không khí ngột ngạt và bóng dáng của Thái quanh quẩn trong tâm trí khiến cô như muốn phát điên. Lương vơ đài một bộ đồ khoác lên người và rời khỏi nhà. Phan đến nhà Lương, phát hiện ra cô không có ở nhà. Cậu nhớ lại lời của Lương nói lần trước, cô muốn phá thai. Đột nhiên hoảng hốt lao ra đường. Thái đang loay hoay ở tầng thượng của khách sạn nơi mình ở, chuẩn bị một bữa tối ngọt ngào, gồm tất cả những món ăn cô thích và trang trí xung quanh thật đẹp như một buổi cầu hôn. Cả hai kết hôn khi chưa có tình cảm gì, và rồi ly hôn khi tình yêu bắt đầu nhen nhóm. Tất cả đến chóng vánh, chẳng động lại được chút nào trong hành trình cuộc đời của họ. Lần cưới đầu tiên, ngay cả cầu hôn cũng chẳng có. Chiếc nhẫn gửi đến nhà Lương qua đường bưu điện. Chuẩn bị một lễ cầu hôn đặc biệt và đáng nhớ, đó là điều duy nhất mà Thái nghĩ ra được lúc này. Anh sẽ lần lượt bù đắp cho cô tất cả mọi thứ, những gì mà lúc trước cô không có được. Đột nhiên anh nhận được điện thoại của Phan. Cậu nói như hết vào điện thoại. Câu từ đứt. Cô biến mất rồi anh ơi. Thái đang ôm bó hoa trên tay, chuẩn bị kiếm một chỗ nào đó thật đẹp và nạt lên đó. Nghe thấy tin của Phan, anh giật mình. Bó hoa rơi xuống đất và lan xuống bể bơi. Thái vội vàng chạy ra khỏi khách sạn. Cho đến khi xuống được phố, Lương mới nhận ra rằng mình không biết Thái ở đâu. Có lẽ là một cái khách sạn nào đó, nhưng trong thành phố này có biết bao nhiêu cái khách sạn cơ chứ. Lương thở dài, bằng mọi giá cô phải tìm anh cho bằng được. Thái đã nói rằng anh nhìn thấy cô đi ra khỏi bệnh viện, trên đường về khách sạn. Có lẽ anh ở gần khu bệnh viện mà cô đã tới. Xung quanh bệnh viện có khoảng 3 khách sạn, tất cả đều cách nhau khá xa. Đi bộ không cũng đã đủ mệt rồi. Ở hai khách sạn gần bệnh viện nhất, Lương hỏi tiếp tân thì đều không có vị khách nào tên là Thái. Vậy thì chỉ còn một cái ở góc đường, nằm ở ngã tư thứ hai, trước ngã rẽ đến bệnh viện. Lương lại vòng về, hít sâu một hơi, quyết tâm đến khách sạn tìm Thái cho bằng được. Ban ngày trời nắng chang chang, Lương quệt mồ hôi trên trán, mắm môi mắm lợi đi về phía ngã rẽ. Lúc đi qua bệnh viện, một vài người nhìn cô và tỏ vẻ lo lắng. Trông cô như người bệnh chưa khỏi mà trốn viện. Nhưng Lương không quan tâm, cô chỉ muốn đạt được mục đích của mình. Thái chạy hộc tốc ra khỏi khách sạn, chạy qua hai ngã tư, hướng về phía ngã rẽ dẫn ra bệnh viện. Phan nói Lương muốn phá thai, đó là nơi duy nhất mà cô sẽ đến.
Đúng lúc đấy Lương cũng đi đến ngã rẽ. Cả hai người lướt qua nhau. Trong nháy mắt, mọi thứ như dừng lại. Thái vội vàng dừng bước, Lương cũng vậy. Mọi thứ trở nên như một thước phim. Thái thở hồng hộc, anh vội vàng bước đến bên cạnh Lương và ôm chầm lấy cô. Xin em, đừng bỏ con. Đừng rời khỏi anh. Anh cần em. Anh gấp gáp nói líu cả lưỡi. Nỗi sợ hãi bủa vây khiến anh run lên. Lương vòng tay lên ôm lấy Thái, vỗ lưng anh, giúp anh bình tĩnh lại. Em không, em đang đi tìm anh. Thái ngạc nhiên, cô không bỏ đứa bé mà lại đi tìm anh. Đối diện với anh, mắt hoang mang, chưa hiểu gì của Thái, Lương chỉ biết gật đầu. Em đã đọc tờ giấy mà anh để lại. Thái xấu hổ cúi đầu xuống. Anh mới biết cô nghĩ gì, nhưng đồng thời cũng không dám đối mặt với nó. Anh sợ rằng cô sẽ không cho anh cơ hội nữa. Tất cả những gì anh đang làm đều đang dựa vào hy vọng rằng Lương sẽ tha thứ cho anh. Nhưng đó chỉ là hy vọng. Mọi thứ phụ thuộc vào Lương. Em muốn hỏi anh là... Lương chậm chậm nói. Thái nuốt nước bọt, chờ đợi câu hỏi của Lương. Anh có yêu em không? Thái sững sờ, không ngờ Lương lại hỏi anh như vậy. Anh nghĩ rằng mình sẽ hỏi Lương câu đó, luyện tập đến cả trăm lần. Cuối cùng người được hỏi lại là anh. Thái không tự chủ được mà gật đầu. Vậy chúng ta tự cho mình thêm cơ hội được không? Thái gật đầu, cảm thấy như thể mình đang mơ. Anh cứ như vậy mà dẫn Lương đến những bước tiếp theo. Câu trả lời đó, thứ mà Lương khổ sở tìm kiếm hàng ngày, hóa ra cũng chỉ là một cái gật đầu trong vài giây ngắn ngủi. Chúng ta thường đã biết sẵn câu trả lời cho vấn đề của mình ngay từ đầu, nhưng vẫn cố không muốn tin và đặt ra câu hỏi, rồi đi một đoạn đường vòng thật xa để tìm kiếm nó. Thực chất, tất cả nằm ngay trước mắt. Tình yêu và hạnh phúc cũng vậy, chỉ có điều bạn có nhận ra nó hay không thôi. Lương cảm thấy mình thật may mắn vì cuối cùng cô cũng đã nhận ra điều đó, và cả hai đều chấp nhận cho nhau một cơ hội để làm lại từ đầu. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 3, cũng là tập cuối cùng, khép lại bộ truyện ngôn tình và tâm lý xã hội rất hay có tựa đề Vòng xoáy tình ái, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên, để theo dõi được thêm nhiều câu chuyện hay và hấp dẫn hơn nữa, hãy bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để chúng ta có thể đón nghe được sớm nhất những câu chuyện hay hấp dẫn sẽ được update vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện của lần sau. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.